Xin chào tất cả các bạn. Có một số bạn nhắn tin vào cái Zalo của mình đó, hỏi về cái tướng của nghệ sĩ Hoài Linh. Thì hôm nay mình sẽ nhận xét về tướng của nghệ sĩ Hoài Linh các bạn nhé. Mời các bạn đón xem. Các bạn ạ, có những cái nét đẹp ở trong thẩm mỹ đó, ở trong mỹ quan, mỹ thuật đó, thì người ta coi là đẹp, nhưng chưa chắc ở trong khoa nhân tướng học đã coi đó là đẹp. Và ngược lại các bạn nhé. Sẽ có những cái nét mà nhìn ở ngoài có thể là mình thấy nó không bắt mắt, không hấp dẫn, nhưng với nhân tướng học thì có khi những cái nét đó nó lại là nét quý tướng, nét đẹp. Thì hôm nay dưới cái góc độ là một cái người mà nghiên cứu về nhân tướng học, thì mình sẽ xin nhận xét về cái tướng của nghệ sĩ Hoài Linh. Thì đầu tiên mình xin nói rằng là nghệ sĩ Hoài Linh có một cái nét tướng rất là kỳ tướng, quái tướng đó, mà hàng triệu triệu người, không có một người đâu các bạn ạ. Kỳ tướng quái tướng ở đây có nghĩa là cái tính kỳ dị đó, cái tính kỳ dị và kỳ lạ của một cái nét tướng này. Thì sau đây thì mình sẽ phân tích các bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ liệt kê những cái tướng mình sẽ nói của nghệ sĩ Hoài Linh này. Thứ nhất là ông là người mà có cái tướng ngũ trường. Tiếp nữa là mắt âm dương, tiếp nữa là khí tú, tiếp nữa là tai kỳ tướng. Và nếu mà còn thời gian thì mình sẽ nói về miệng. Bởi vì thường một cái video mà làm dài quá thì các bạn cũng không thích xem. Cho nên mình cũng chủ trương mình làm một cái clip nó chỉ khoảng tầm 13-14 phút đổ lại thôi. Thì mời các bạn quan sát hình của nghệ sĩ Hoài Linh nhé. Đầu tiên là mình nói về tướng ngũ trường. Đầu tiên là Hoài Linh là một người có gương mặt dài, khuôn mặt dài, đầu dài. Cái khuôn mặt từ phần trán này cho đến phần cằm này là khá là dài. Sau đó phần đầu dài là phần từ trán này này. Phía trên đỉnh đầu của nhiều người thì nó cứ phẳng lì, nó thành một đường thẳng. Nhưng của Hoài Linh là nó cũng hơi chếch chếch. Nó cao phần đầu, phần hộp sọ nó cao lên một chút. Và nó xuống phía dưới này, nó rất là dài. Đầu dài, mặt dài, thân mình dài, tay dài và chân dài. Thì người có tướng ngũ trường là được xếp vào cái dạng là tướng quý các bạn nhé. Tướng rất là quý và thường quý hiển đó. Cộng với lại cái dáng dấp thanh nhã, cái cử chỉ và cái khí sắc khá là linh hoạt. Thì đây là một cái tướng rất rất là quý nhé. Một tướng đắc cách đó. Và các bạn đừng nhầm với tướng ngũ trường với lại những người mà có thể có cái chiều cao. Có thể có những người có chiều cao mà cao hơn nghệ sĩ Hoài Linh nhưng chưa chắc đã phải là tướng ngũ trường. Nếu như cái mặt của người ta mặt ngắn, cái chân hoặc cái tay của người ta lại ngắn. Đó, cho nên là cái tướng ngũ trường là cái tướng mà xét ở tổng thể toàn diện của một người thôi nhá. Chứ không so sánh người nọ với người kia các bạn nhé. Thì các bạn phải hiểu điều đó. Nghệ sĩ Hoài Linh có thể cái chiều cao không hẳn đã là cao bằng nhiều người đâu. Nhưng mà cái tướng của ông là tướng ngũ trường đó. Có 5 thứ dài trên thân thể của ông nhé. Tiếp đến một đặc điểm của nghệ sĩ Hoài Linh nữa là đôi mắt. Thì mời các bạn chú ý nhìn vào đôi mắt của nghệ sĩ. Thì đây là một cái đôi mắt gọi là đôi mắt âm dương các bạn nhé. Hoặc là người ta gọi là thư hùng nhãn đó. Thì đôi mắt âm dương nghĩa là gì? Đôi mắt âm dương nghĩa là cái hai đôi mắt mà hai bên nó không đều nhau. Có thể là cái hình dáng, cái khuôn mắt đó. Một bên thì to, một bên thì nhỏ, một bên thì mí thế nọ, một bên thì mí thế kia. Giống như là người ta nói là bên cụp, bên xòe chẳng hạn. Đó, thì đó là mắt âm dương. Thì các bạn quan sát kỹ, thật kỹ, nhìn thật sâu vào cái đôi mắt của nghệ sĩ Hoài Linh đi. Các bạn sẽ thấy là hai con ngươi đó. Nó cái mục quang của hai con ngươi nó khác hẳn nhá. Mỗi con ngươi có một cái mục quang khác hẳn nhau. Khi mà nghệ sĩ cười hoặc là khi bình thường nó nhìn cái hai con ngươi, hai cái thần khí cũng khác nhau đó. Thì đây là một người khá là tài giỏi trong nhiều lĩnh vực các bạn nhé. Cái người mà có đôi mắt âm dương đó thì có thể nhìn nhận những cái sự việc, những cái hiện tượng xảy ra xung quanh mình theo nhiều chiều hướng, cả tốt, cả xấu đó.
Bởi vì hai con mắt này nhìn nhận ở hai góc độ khác nhau đó. Cho nên là cái người này này có cái sự thâm trầm, cái sự nhìn nhận các sự vật, đánh giá và cái tính cách của người ta, cái nhân sinh quan của người ta cũng rất là sâu sắc, sâu rộng và khác hoàn toàn với lại những người mà mắt bình thường các bạn nhé. Và nếu nói về vấn đề tâm linh thì những người có đôi mắt âm dương đó là những người mà có cái sự linh tính, sự nhạy cảm, hoặc là người ta sẽ có những cái khả năng đặc biệt về những cái huyền bí, huyền thuật đó. Cái đôi mắt này thì là người mà cái trực giác, cái giác quan thứ sáu của người. Khi quan sát đôi mắt âm dương thì các bạn cần phải nhìn vào cái thần khí bên trong đôi mắt nhé. Bởi vì cái thần khí của người đôi mắt âm dương nó không có lổ lộ, nó không phải là cái người lác. Cái người lác, hai con người nó khác nhau, mà cũng không phải là cái người mà đôi mắt một bên to một bên bé đâu. Cái đấy cũng là đôi mắt âm dương nhưng chưa đủ để nói về cái phần trực giác, phần tâm linh các bạn nhé. Nhưng mà ở nghệ sĩ Hoài Linh đó thì là khi quan sát thì cái đôi mắt này này, cái thần nó thoắt ẩn thoắt hiện. Có lúc thì như không phải âm dương mà có lúc thì như âm dương đó, nó thoắt thoắt ẩn thoắt hiện đó. Nó rất là linh hoạt chứ nó không phải lúc nào nó cũng lồ lộ ra để cho người ta nhìn thấy nhé. Thì đây là một nét tướng cũng hết sức là quý. Tiếp đến là phần thần khí thì nghệ sĩ Hoài Linh là có cái tiếng nói khá là trong trẻo và cái âm lượng vang và xa, thì đây gọi là khí tú nhé. Thì đối với lại cái phép mà quan sát khí của Á Đông đó thì cái âm thanh là cái đối tượng dễ quan sát nhất về khí đó các bạn. Khí tốt thì âm thanh trong trẻo vang dội và từ khí có thể suy ra được thần và sắc nhé. Bởi vậy cho nên là Đạt Ma Tổ Sư có nói rằng là cầu toàn tại thanh. Thì trong phép xem tướng đó thì người ta liệt xem tướng âm thanh và cái loại tướng pháp thượng thừa đó các bạn. Ngoài ra cái thần khí của đôi mắt Hoài Linh cũng khá là tốt. Cái đôi mắt của nghệ sĩ Hoài Linh là cái đôi mắt sáng mà cái tia mắt long lanh đó, có thần khí. Cái thần khí của đôi mắt ông nó lúc ẩn lúc hiện, nó không bị lổ lộ phát tiết nhiều đâu, phải quan sát thật kỹ. Những cái lúc ông nói, ông cười hoặc những lúc ông hành động thì cái đôi mắt nó phát tiết ra những cái thần khí đó. Nó lúc nó tàng, lúc nó ẩn như là cái tinh tú mà tự phát ra ánh sáng vào ban đêm đó các bạn. Thì cái nó rất là sáng và êm dịu nhé. Và khi mà muốn quan sát thần thần khí của một con người đó thì các bạn hãy quan sát khi mà người ta đứng ở giữa đám đông thì nó sẽ hiện ra rất là rõ, tại vì có sự quan sát tương tương xứng giữa người nọ và người kia đó. Không nên quan sát lúc người ta đứng một mình. Thì mời các bạn nhìn một số cái hình mà khi mà nghệ sĩ Hoài Linh chụp hình cạnh những cái người nghệ sĩ khác đó và những khán giả khác, thì các bạn có thấy rằng là nghệ sĩ Hoài Linh có một cái thần khí rất là đặc biệt không? Cái sức thu hút rất là mạnh mẽ. Cho dù ông không có làm cái gì quá lố đi chăng nữa thì khi mà nhìn vào cái bức hình đó, người ta vẫn thấy là cái hình của ông nó rất là thu hút những cái ánh nhìn của người ta hơn hẳn với những cái người đứng bên cạnh đó các bạn. Thì cái sức hút lớn này nó không phải do cái sắc đẹp hay là do cái mỹ quan thẩm mỹ gì đẹp đâu, mà cái sức hút của ông nó là do cái thần khí của ông tự tự nó phát tiết, tự nó tỏa ra đó các bạn. Cái thần khí của người ta rất là mạnh mẽ, rất là sáng. Thì dù chụp hình đứng giữa lẫn vào trong một cái đám đông rất là nhiều người thì người ta vẫn tỏa sáng và người ta vẫn có cái sức hút, người ta vẫn thu hút được sự chú ý và ánh nhìn của mọi người các bạn nhé. Và trong giới nghệ sĩ thì mình cũng có quan sát, cũng có một vài người cũng có cái thần khí khá là tốt. Ví dụ như là nghệ sĩ Trấn Thành đó thì cũng là một người mà có cái thần khí khá là tốt khi mà chụp hình giữa đám đông mà quan sát ạ. Và tiếp theo thì mình phải nói rằng là nghệ sĩ Hoài Linh đó, khi mà cười và gương mặt của ông ấy có nhiều những cái nếp nhăn.
tương đối là nhiều nếp nhăn. Thì đây là cũng là một cái tướng mà khá là lận đận vất vả chuyên chuyên của ông đó. Về cái tâm của ông thì mình nghĩ là nó sẽ tương đối là nó có những cái điều tiếng khổ tâm hoặc là những cái nỗi vất vả riêng của ông mà người ngoài có thể không thể hiểu được đâu. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng là một cái người mà có cái thể tạng âm nhá. Thể tạng âm là như thế nào? Có nghĩa là thông thường là cái khí chất của người ta là cái khí chất lãnh đạm đó, dễ cảm nhận được cái lạnh hoặc là cái rét đó. Cái da rẻ thì có thể là hơi hơi ướt đó, và cái sắc mặt thì là cái sắc mặt mà có màu 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 xanh nhiều, xanh hoặc là trắng trắng xanh đó. Và tóc thì là tóc dịu mà lông ít đó, thịt thì tương đối là thịt mềm, hầu thì hơi lộ một chút, dương sự kém, và có thể là cái huyết mạch cũng yếu đó. Cái hình tướng thì là cái người âm tạng đó, mà cái khí thì cái giọng nói và cái thần khí thì lại rất là tốt các bạn nhé. Bởi vì thường thường cái người âm tạng thì thường là cái khí của người ta cũng kém, nhưng mà cái nghệ sĩ Hoài Linh thì lại là một cái trường hợp khá là đặc biệt đó. Người âm tạng nhưng mà cái thần khí thì rất là tốt, cái âm sắc cũng khá là tốt. Thì đó là một cái quý tướng. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì trong cuộc đời cũng sẽ của nghệ sĩ cũng sẽ có những cái trắc trở, có thể về thể chất, về sức khỏe, hoặc là về về cái phần tinh thần, về cái phần tâm lý, hoặc về cái phần tâm đó, sẽ có những cái trắc trở hoặc là những cái lận đận, hoặc sẽ có những cái sự sự buồn đau gì đó không được tỏa ý nhiều đâu. Và bây giờ thì mời các bạn quan sát đến tai của nghệ sĩ Hoài Linh nhé. Khi mà tôi quan sát tướng của nghệ sĩ thì tôi rất là ngạc nhiên khi khi nhìn thấy cái đôi tai như thế này. Các bạn có thấy không? Hàng triệu triệu người trên thế giới sẽ chắc chắn là sẽ không có một đôi tai nào như thế này đâu các bạn ạ. Các bạn chú ý nhìn nhé. Bình thường khi mà cái tai của người ta đó thì là bao giờ nó cũng có cái phần 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 thành có quách này, nó rõ ràng ra đấy. Nhưng mà của đây đây các bạn nhìn chú ý nhá, nhưng mà của nghệ sĩ Hoài Linh đó thì cái phần phần bên trong này, cái phần quách bên trong này này hoàn toàn là không có, hoàn toàn là không có, hoặc là có nhưng mà nó đã biến hình sang một cái kiểu khác đó các bạn. Đó các bạn chú ý quan sát thì sẽ thấy. Và cái tướng tai này thì không có một sách tướng nào nói đến, không có một sách tướng nào đề cập đến cái tai như thế này, bởi vì nó quá là đặc biệt. Tai được mệnh danh là thám thính quan đó, và là cái nơi mà làm cái nhiệm vụ để tiếp nhận âm thanh này, lắng nghe tha nhân đó, tiếp nhận những cái thông tin từ bên ngoài vũ trụ truyền về, những cái lời nói thiện ác hoặc là những cái thông tin, những cái sóng từ ấy, từ 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 trong vũ trụ mà sẽ truyền vào cái tai và truyền đến não của người ta đó. Thì cái tai là cái cơ quan để tiếp nhận mọi những cái thông tin đó, và tai thông đến thận và chủ quản thận, ảnh hưởng đến chi phối cả tim đó các bạn ạ. Cho nên là cái bộ phận tai là cái bộ phận khá là quan trọng. Và với cái đôi tai kỳ lạ như thế này này thì mình dám chắc rằng là cái tiếp nhận thông tin từ bên ngoài đưa đến để vào cái não bộ xử lý của nghệ sĩ đó thì nó cũng rất là đặc biệt đó. Nó khác với những người bình thường rất nhiều các bạn nhé. Thì cái đôi tai này cộng với lại cái đôi mắt âm dương như kia đó thì sẽ hình thành lên một cái nhân sinh quan của nghệ sĩ. Mình nghĩ là nó sẽ tương đối là nó đặc biệt đó, nó sẽ cá tính, nó đặc biệt và nó cũng tương đối là khác với những người bình thường lắm các bạn ạ. Nhưng vì khác người, vì không giống với người khác đó, cho nên là trong nội tâm của họ chắc chắn là sẽ có những cái nỗi khổ niềm đau riêng ẩn giấu rất là sâu trong lòng mà khó có thể giải tỏa được. Và điều đó cũng rất là đúng với những cái bậc vĩ nhân ở trên thế giới đó các bạn.
Thì cái clip này có lẽ là mình sẽ dừng tại đây vì cái số phút của nó cũng hơi nhiều rồi. À, các bạn chú ý lắng nghe và quan sát kỹ nhé. Và nếu các bạn quan tâm